Thưa quý vị, Hải quân Hoa Kỳ nhận dạng viên phi công mất tích trong vụ tai nạn FA-18 Hornet. Một phi công thuộc Hải quân Hoa Kỳ, người được giả định là đã thiệt mạng sau hai vụ tai nạn phi cơ ở ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương, nay đã được xác định danh tính. Theo Hải quân Hoa Kỳ vào hôm Chủ nhật vừa qua cho biết, viên phi công nói trên là Trung úy Nathan Polosky, 26 tuổi, đến từ Lake Arrowhead. Anh là đối tượng của một cuộc tìm kiếm dài 36 tiếng trên vùng biển ngoài khơi đảo Wake thuộc lãnh hải Hoa Kỳ, sau khi hai chiếc phi cơ FA-18 Hornet bị gặp nạn vào hôm thứ Sáu. Viên phi công còn lại trong vụ tai nạn đã thoát khỏi máy bay an toàn và được giải cứu khỏi mặt biển bằng máy bay trực thăng. Anh này sau đó đã được đưa đi điều trị trên tàu hàng không mẫu hạm Carl Vinson. Hai viên phi công nói trên và máy bay của họ thuộc biên chế của phi đội Carrier Air Wing 17, đóng quân tại Naval Air Station Lemoore ở San Joaquin Valley, California. Trung úy Polosky là một học viên đã tốt nghiệp vào năm 2009 tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ. Hiện nay nguyên nhân gây ra vụ va chạm vẫn còn đang được điều tra.